Hội Cựu Sinh viên Quốc gia Hành chánh miền Đông Hoa Kỳ trân trọng thông báo, một ngày khai thuế miễn phí cho đồng hương có lợi tức thấp cư ngụ tại vùng Washington DC, Maryland và Virginia sẽ được tổ chức vào ngày Chủ nhật 25 tháng 2 năm 2018 từ 9 giờ sáng đến 3 giờ 30 chiều tại phòng họp Mason District Governmental Center, 6507 Columbia Pike, Annandale, VA 22008. Điều kiện tham gia: lợi tức độc thân dưới 50.000 đô la, lợi tức gia đình dưới 56.000 đô la, gia đình 4 người. Giấy tờ cần thiết: khi đi khai thuế, đồng bào vui lòng mang theo các giấy tờ mà mình hiện có để khai thuế. Trợ giúp khai thuế gồm các chuyên viên thuế vụ: ông Lê Hữu Đạt Quân, ông Lê Hữu Em, ông Nguyễn Hoàng, ông Nguyễn Văn Thành, cô Kim Liễu Trần. Chúng tôi mong ước ngày khai thuế miễn phí sẽ đem lại lợi ích thiết thực cho nhiều đồng hương. Virginia, ngày 29 tháng Giêng năm 2018, Ban chấp hành Hội Cựu Sinh viên Quốc gia Hành chánh miền Đông Hoa Kỳ. Điện thoại liên lạc: ông Nguyễn Kim Hương Quả, 703-904-0255. Ông Nguyễn Trường Phát, 703-829-2838. Ông Vũ Bá Hoang, 703-829-4944. Ông Lê Hữu Em, 703-237-5404.